Để thơ suốt đời. 31 mùa xuân, 31 mùa xuân em vẫn là trẻ nhỏ. Hai chữ trưởng thành sao khó quá người ơi. Hiền Lương được sinh ra từ một làng quê rất nghèo, đó là xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An thân yêu của chúng ta. Do di chứng chất độc da cam dioxin từ người cha nên năm nay đã 31 tuổi, Hiền Lương chỉ có hình dáng tí hon như thế này. Nhưng Hiền Lương rất thông minh, nhanh nhẹn và học giỏi. Đến với trung tâm bằng chính nghị lực của Lương và sự tận tình dạy dỗ của các quý thầy cô, đến nay Hiền Lương đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đã có nghề may thời trang để nuôi sống bản thân sau này. Đến với buổi giao lưu này, Hiền Lương xin gửi tới quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các học sinh một ca khúc mà Hiền Lương yêu thích nhất, là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trung được mang tên Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh cùng lắng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Tí Hon Hiền Lương. Thank you.